Xin chào mọi người, mình là Hiệp sản xuất đồ cưới. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người tại sao các nhà rạp không còn sử dụng khung rạp cỏ, lại sử dụng khung rạp bán sự kiện để đạt được sự an toàn khi thời tiết mưa gió mọi người nhé. Đây là những cái bộ khung rạp bán sự kiện. Nhưng mà trước khi nói về bộ khung rạp bán sự kiện thì mình sẽ sơ qua về bộ khung rạp cỏ mà lý do tại sao mọi người không còn sử dụng những cái bộ khung rạp cỏ nữa. Thứ nhất là đối với những khung rạp cỏ thì thiết kế của những bộ khung rạp cỏ đấy thì là thiết kế nó rất là đơn giản. Cái thứ hai nữa là những cái ống kẽm mà để làm cái khung rạp cỏ đấy thì nó lại là những cái ống kẽm rất là nhỏ, có thể là từ cái ống P21 này, P27, P34, và thiết kế thì thường làm là những cái ống đấy là làm đơn. Những cái xà lóc và những cái xà bổ ở bên hông và những cái vì kèo đấy thường là làm những cái ống đơn thôi chứ không có làm kép, và cũng hàn thì rất là đơn giản thôi. Cái yếu tố thứ hai đó là cái yếu tố những cái khung đấy thì thường thường là những cái chân cột là làm theo kiểu rút ra rút vào, và những cái phần chân như thế thì rất là lỏng lẻo và rất là thiếu sự chắc chắn. Cái yếu tố thứ ba chính là yếu tố ở đây là buộc bạt. Khi mà những khung đấy thì thường thường mọi người đã thấy đối với những cái khung rạp cỏ thì thường thường là buộc bạt thì là sẽ làm cho cái khung nó bị cong, nó bị biến dạng. Và như vậy thì đôi khi mọi người sẽ ghi những cái khung đấy, mọi người không có dám ghi mạnh tay. Và đặc biệt khi không làm những cái bạt nó tốt thì mọi người để ý thế, bạt mà đã không tốt mà đã làm mà không bị võng chẳng hạn, thì là đối với những cái khung như vậy thì rất dễ bị sập, tại vì là thời tiết mưa là làm cho nước nó đọng nước. Thêm một yếu tố nữa là cái yếu tố mà đối với những cái khung rạp bây giờ, như mọi người đã biết, là không giống như những khung rạp ngày xưa nữa. Những khung rạp ngày xưa thì khi ở phía bên trên trần thì mọi người trăng thì là nó chỉ có trần này, chỉ có đèn, bóng đèn thôi. Nhưng đối với những khung rạp bây giờ thì trần có thể là có thêm trần này, có trần này, có cả đèn trang trí này, đèn thả, đèn chùm này, và những cái bông hoa rất là to, và đặc biệt có thêm cả hoa rủ nữa. Vậy thì một cái bộ trần như thế là nó sẽ rất là nặng, và với một cái khung rạp cỏ bình thường như ngày xưa thì không đáp ứng được đủ cái yếu tố tiêu chí như vậy. Một cái bộ khung rạp thì không thể gánh quá nặng được. Nếu mà gánh quá nặng thì mọi người đã hình dung là nếu mà gánh quá nặng thì có thể dẫn tới khung rạp đấy nó dễ bị vẫy hoặc là nó dễ bị sập hơn bất kỳ một cái khung rạp nào khác. Đó, thì đấy là những yếu tố của những cái khung rạp cỏ. Thế thì để mà mọi người có một cái khung rạp mà nó chắc chắn hơn thì mọi người cũng có thể là sử dụng những cái bộ khung rạp như thế này. Đây là những cái bộ khung rạp mà dòng bán sự kiện. Đối với những cái bộ khung rạp như thế này thì mọi người có thể thấy từ các việc là ống để mà làm những cái khung rạp như thế này, rồi là những cái phần khung như thế này là đều được thiết kế rất là tỉ mỉ và rất là chi tiết. Riêng về phần chân cột thì mình có thể sơ qua với mọi người riêng về phần chân cột này như thế này. Chân cột ở đây thì là đối với dòng khung bán sự kiện này thì hiện tại là những cái dòng chân cột này có thể làm những cái dòng chân cột vuông 20-20 như thế này, thậm chí có thể là vuông nhỏ hơn, thậm chí có thể là vuông cũng to hơn. Nhưng mà đối với những dòng chân cột như thế này thì mọi người dùng là nó lên thì nó rất là chắc chắn và rất là cứng. Đấy, đây là riêng về dòng chân cột. Thế còn những cái dòng xà, đây là những cái dòng xà bên, rồi là những cái vì kèo, rồi là xà lóc thì đều được thiết kế là hàn kép như thế này. Mọi người nhìn thấy chưa? Hàn kép như thế này. Đây, mọi người có thể đi sát vào đây, mọi người nhìn thấy là những cái vị trí như thế này là đều được hàn kép. Đây, tức là hàn kép là hàn hai cái, một thanh trên, một thanh dưới, và được hàn chéo. Và đố thì được chia ra khoảng cách từ 50. Đây là những cái đố là khoảng cách này là khoảng cách 50 phân này, và có thêm cả chéo như thế này nữa. Thì là khi mà làm những bộ khung này lên thì nó rất là chắc chắn. Và những cái vị trí này là được vắt bằng hết bằng những cái ốc. Đây, những cái ốc như thế này, những cái ốc và bu lông như thế này thì, và những cái bản mã dày đến 8 mm như thế này thì là nó làm cho khung này nó rất là chắc chắn luôn. Thì riêng về cái bộ khung như thế này thì khi mà mọi người dùng trong những cái thời tiết mà ví dụ như là mưa gió thì mọi người hoàn toàn có thể yên tâm được phần nào này, cái độ chắc chắn của nó. Những cái khung như thế này thì đối với những cái khung như thế này thì là mọi người có thể thấy là khi mà mình làm nên thì mình cái khung nó đã cứng rồi thì mình buộc bạt thì nó cũng sẽ chắc hơn và nó cũng sẽ căng hơn rất là nhiều. Thì khi mà làm như vậy thì những cái phần khung như thế này thì là mình có thể là mình làm lên, mình dựng lên thì nó cũng sẽ rất là ok mọi người nhé. Như mọi người đã thấy thì đối với những cái dòng khung như thế này thì khi mà lên thì là đều được kéo bằng balanxic hết như thế này này. Đây là những cái balanxic giúp cái khung này mà mình kéo lên kéo xuống nó cũng đơn giản hơn, và giúp cho cái việc mình làm cái khung này nó nhẹ nhàng hơn. Thậm chí là cũng có thể là phụ nữ cũng có thể làm được, hoặc là ít người cũng có thể làm được cái khung như thế này. Mình có thể luân chuyển từ cây cột này sang cây cột khác này. Đó, đối với những cái dòng khung như thế này thì dùng balanxic thì mình làm nó vừa nhẹ nhàng hơn, nó vừa tiết kiệm được công sức, và cũng giúp cho cái công việc của mình, giúp cho cái quá trình mình làm nó trở nên nó chuyên nghiệp hơn rất là nhiều khi mà mọi người đi làm.
Như mọi người đã thấy thì đối với những cái dòng khung như thế này thì khi mà mình làm lên thì nó rất là cứng và nó rất là chắc chắn. Cái việc mà mình treo trần rèm, rồi là mình treo đèn, rồi là mình treo những cái dụng cụ trang trí, những cái đạo cụ trang trí thì khi mình treo lên mình không có lo lắng gì. Và mình ghi bạt cũng rất là ok. Cái dòng khung như thế này thì có thể mình sẽ trèo leo rất là thoải mái luôn. Khi mà mình làm lên trên này thì mình có thể trèo leo rất là thoải mái, mình có thể đi lại trên khung để mình làm những cái việc, ví dụ như là mình có thể là để trăng bạt này, còn nó có thể xử lý một cái vấn đề gì đó trên khung thì nó cũng rất là ok, nó rất là dễ. Đối với cái những loại khung như thế này thì cái chiều ngang này và chiều cao này, đối với chiều ngang và chiều ngang, mình nói chiều ngang trước nhé. Chiều ngang thì đối với những loại khung như thế này thì là có thể là từ 12 mét đổ lại, và chiều cao thì mọi người không thể không cần phải giới hạn cái chiều cao, tại vì đối với những cái dòng như thế này thì những cái cột như mọi người đang thấy đây là nó là cao 4 mét rồi. Nhưng trong trường hợp mọi người muốn cái cột nó cao hơn thì mọi người cũng có thể yêu cầu và mọi người cũng có thể làm những cái cột nó cao hơn, thậm chí là có thể 5-6 mét. Tất nhiên thì đối với những dòng khung ở chiều ngang khoảng tầm từ 12 mét đổ lại thì cột cũng khoảng tầm 4 mét đổ lại là cũng rất là ok rồi nhé mọi người nhé. Còn những cái dòng khung mà dạp cỏ như thế kia thì đương nhiên là cột không thể cao được và mình làm cao thì rất là nguy hiểm. Vậy thì khi mà mọi người đã đang sử dụng những cái bộ khung dạp cỏ rồi thì mọi người có thể dùng những cái bộ khung dạp cỏ đấy cho những cái dạp sân phụ, tại vì những sân phụ đều những cái sân không cần trang trí, dùng cho những khung dạp cỏ đấy cho những cái khung nhà bếp, rồi là cho những cái đám hiếu, tại vì những cái khu vực đấy là những khu vực không cần trang trí, hoặc là nếu mà có trang trí thì cũng trang trí rất là ít, để mà mọi người muốn yên tâm mà sử dụng, mọi người muốn yên tâm mà khi mà làm xong về mà có thể là yên tâm ở nhà, mọi người có thể là không cần phải lo lắng đối với những cái bộ khung dạp. Và khi gặp thời tiết mưa gió thì mọi người hãy đầu tư cho mình những cái bộ khung dạp bán sự kiện như thế này, mọi người hoàn toàn có thể yên tâm làm với nó. Để mà mọi người muốn làm được một cái dạp mà khi mà về nhà không phải lo lắng, không phải sợ ví dụ gặp mưa gió mà nó có ảnh hưởng gì đến dạp của mình hay không, thì mọi người hãy đầu tư cho nhà dạp của mình những bộ khung bán sự kiện như thế này. Mọi người hoàn toàn có thể yên tâm mà khi mà về làm, khi mà làm xong những cái dạp như thế thì mọi người về nhà không phải lo lắng, không phải suy nghĩ gì nhé mọi người nhé.